Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay thì gió biển đang có mặt tại cây cầu vượt sông Hồng, kết nối giữa xã Giao Thiện của huyện Giao Thủy và phía bên kia là xã Nam Phú của huyện Tiền Hải. Và ngày hôm nay là ngày 21 tháng 8 rồi. Gió biển xin cập nhật, chia sẻ đến mọi người những cái hình ảnh về cây cầu này. Như vậy đây là một cái khoảng thời gian và rất là được mong chờ của bà con nhân dân hai huyện Giao Thủy và Tiền Hải nói riêng và hai tỉnh Thái Bình và Nam Định nói chung. Và đây cũng là một cái sợi dây kết nối rất là tuyệt vời từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh. Sau này thì mọi người đi qua cây cầu này nó sẽ phát triển thông thương về kinh tế rồi về hàng hóa giao lưu. Bởi trước kia thì Giao Thủy theo gió biển được biết là một cái huyện mà những cái xã như dưới Giao Thiện này rất là khó để trao đổi, giao lưu, buôn bán những cái mặt hàng. Và đặc biệt dưới này thì buôn bán và cái nghề nuôi trồng thủy hải sản rất là nhiều. Bây giờ gió biển sẽ đưa hình ảnh về hướng cây cầu cho mọi người nhìn xem cây cầu ngày hôm nay đã có những cái sự thay đổi như thế nào. Đây là phần mố bên phía xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy. Hiện nay thì những cái chiếc cầu tháp để chơi vơi và gần như là không có công nhân. Rồi một số cái phần ở phía bên trên, gió biển thấy rằng là cái lan can đó đã được đúc rất là chắc chắn cả hai bên luôn mọi người. Phía bên trong này là các trụ Super T này, đó, các trụ Super T. Và những cái trụ Super T bên xã Giao Thiện thì sẽ ít hơn những cái trụ Super T bên xã Nam Phú của huyện Tiền Hải. Đây là con sông Hồng, dòng sông Hồng rất lớn và rộng. Để mà thiết kế vượt được qua con sông này thì các nhà đầu tư và bên thi công đã phải xây dựng cây cầu dài 1,4 km. Mọi người sẽ thấy được là nó rất dài. Đó, và bây giờ gió biển đã zoom lên, mọi người có thể quan sát. Trước kia là hai cái điểm khớp nối ở những cái nhịp đúc hẫng cân bằng, thì ngày hôm nay chỉ còn một cái đoạn người ta còn đang chờ tải và bê tông đã ghép nối vào đấy rồi bằng những cái cốt pha khung sắt ở chỗ này. Nếu như anh em đi bộ thì có thể là đi từ bên Thái Bình sang bên Nam Định và đi từ Nam Định sang bên Thái Bình dễ dàng rồi anh em. Mọi người có thông gia hay là anh em đi tán gái thì bây giờ đã thấy được là cái cây cầu này, cái tầm quan trọng nó như thế nào. Không phải qua sông lụy đò như trước kia nữa. Phía dưới này là những cái cây cầu phụ, và khi xây những cái trụ ở chỗ này thì người ta phải làm cây cầu phụ để thuận lợi cho công nhân và kỹ sư đi ra chỗ các trụ ở giữa sông. Bao giờ những cái trụ giữa sông thì cũng khó khăn và trắc trở và tốn nhiều phương tiện kỹ thuật hơn. Hiện nay thì vào tầm 6 giờ tối và cũng rất là nhiều người dân đang ngó xem cái tiến độ của cây cầu hiện nay đã làm được tới đâu. Và cây cầu này thì có nguồn vốn là gần 1.000 tỷ đồng. Đó. Bây giờ đã là 20 tháng 8 rồi. Cầu được dài 1,4 km và có 27 nhịp. Trong đó 5 nhịp cầu chính và nhịp chính giữa sông vượt khẩu độ 120m. Phía trên này là con đê đây mọi người. Rồi bây giờ một số bác đã đi đạp xe để ngắm xem tiến độ của cây cầu đã hoàn thiện được tới đâu. Giờ biển sẽ đi dần dà lên kia để chia sẻ đến mọi người xem cây cầu hiện nay đã thông tin và tiến độ sắp hợp lòng chưa. Nhiều người bảo rằng là tháng 8 và mọi người bảo là tháng 8 dương lịch và tháng 8 âm lịch chứ không phải tính tháng 8 dương lịch đâu mọi người nhé. Thì cũng rất là mong muốn là cây cầu
sẽ hợp long đúng thời hạn cũng như nhiều người đồn đoán. Ngay ở cái khu vực này này, mọi người có thể thấy là một cái hàng cây rất mát, và sau này nếu mà đổ cái con đường nhựa chỗ này nữa là rất tuyệt. Một cái biển báo về công trường xây dựng ở đây đã được tháo dỡ. Và phía bên này thì gió biển cũng thấy rằng là gần như những cái phương tiện kỹ thuật ở chỗ này đã bị han gỉ, có lẽ là rất là lâu rồi không dùng đến. Từ đây thì những cái nhịp đúc hẫng cân bằng ở giữa sông kìa, mọi người thấy rằng là nó đẹp như một cái những cái cổng thành rất lớn tại đây. Và những cái nhịp đúc hẫng cân bằng thì bao giờ nó cũng dài hơn, xa hơn so với những cái nhịp và kết cấu với những cái trụ super T. Hình vòm bao giờ là nó cũng chắc chắn hơn mọi người. Thiết kế về cái phần thành cầu thì mọi người có thể thấy là ở phía bên xã Giao Thiện hiện nay thì đã đúc những cái lan can thành cầu ra tới giữa sông rồi. Con đường D này ở biển đang đi với cái chiều rộng khoảng độ 5 m đến 6 m mọi người. Khá là rộng nhưng mà hiện nay thì cũng đã xuống cấp. Thỉnh thoảng có những cái đoạn gãy khúc rồi mọi người. Những cái ưu thế về con đường thì giáo viên thấy rằng những cái con đường bằng nhựa bao giờ nó cũng lún đều hơn. Rồi và trên này thì một số cái tầng bậc thang kết cấu bằng thép cũng đã han gỉ, có lẽ là rất là lâu rồi công nhân không lên bằng cái con đường này. Đó, và chỗ này cái chữ an toàn để sản xuất thì cũng mờ nhạt rồi. Ở chỗ này mọi người thấy rằng là cây cầu này được thiết kế với chiều dài 1,4 km, và ở dưới gầm cầu thì gió biển nhìn thấy có 5 năm dầm. Đó, thì gió biển đoán rằng là cây cầu này rộng chắc khoảng 12 mét thôi mọi người. Và những cái trụ trên này thì rất là to. Ở đây này, mọi người có thể thấy rằng là một cái đồng cỏ rất là mênh mông. Trước kia thì có một cái đàn vịt rất lớn tại đây thì đã được chăn thả, có lẽ là bây giờ cũng đã bán vợi đi rồi. Bây giờ thì lại có các bác thả trâu ở đây. Những cái đàn trâu như thế này cũng rất là nhiều tiền đấy mọi người. Đó. Không chỉ phát triển kinh tế về công nghiệp và bây giờ còn phát triển kinh tế về nông nghiệp nữa mọi người. Hiện nay thì ở chỗ ở phía dưới và bên tay trái của chân cầu vượt sông Hồng có một cái cụm công nghiệp đang được xây dựng rất là mới và rộng. Ở đây này, các bạn thấy rằng là có một nhịp này, hai nhịp này, ba nhịp, bốn nhịp, năm nhịp trên cạn, và có một trụ, hai trụ, ba trụ, cũng năm trụ trên cạn, không tính phần đầu mố thưa mọi người. Kết cấu về cây cầu thường thì nó là những cái khe hở giữa những cái dầm dọc và dầm ngang, thì nó vẫn có một cái khe hở để cho cái sự giãn nở của bê tông nó sẽ có sự đồng đều. Mặc dù mọi người nhìn ở trên khu vực mặt cầu thì nó rất là liền mạch, nhưng mà các nhà kỹ sư rồi rất là nhiều anh em công nhân được thiết kế theo cái tiêu chuẩn mà bên bên trên đã đề ra, thì giáo biển nghĩ rằng cây cầu này của người Việt Nam thi công và sản xuất nhưng nó sẽ có cái chất lượng rất là tốt khi mà bắc qua một cái con sông Hồng rất lớn nổi tiếng ở miền Bắc này rồi. Rồi và gió biển cũng đi một số nơi, ví dụ như cái cây cầu Vĩnh Tuy 2 thì dài 3,4 km, và cái thời gian rất ngắn trở lại đây gió biển đi lên Hưng Yên và được tham quan cây cầu Yên Lệnh. Được xây dựng vào năm 2000 và hoàn thành năm 2004 hay 2003 mọi người.
thì cái thời đó được xây dựng và đã được xây dựng được cái cầu dài 2,2 km và bây giờ nó vẫn rất là chắc chắn và cái mặt cầu nó không hề lún như cây cầu Hưng Hà đâu mọi người. Đó. Giờ thì dấu biển đã tới cái phần đầu mố của cây cầu này rồi. Đó, mọi người thấy rằng là bây giờ người ta sơn đen từ rất lâu rồi và hiện nay thì cũng vẫn là những cái phần sơn đen rất là chất lượng ở tại đây. Nếu như mà bạn nào biết được cái phần sơn đen này để có tác dụng làm gì thì hãy chia sẻ với giáo viên nhé. Có một số bạn bảo là nó sẽ giúp chống thấm tốt. Đó. Sẽ giúp chống thấm tốt thì gió biển cũng mong là như vậy. Rồi cái phần này thì gió biển thấy rằng là sau một cái khoảng thời gian bây giờ nó cũng vẫn là những cái đám lau sậy đằng kia kìa. Rất là tốt. Mọi người thấy đằng kia thì có một cái biển báo tốc độ hình như 60 hay là 80 này mọi người. Và chúng ta chỉ đợi kết nối hợp long cây cầu này rồi sẽ kết nối cái phần mố ở đây. Như cái cầu vượt sông đáy vừa rồi thì gió biển có sang thi công rất là nhanh. Đó. Cái phần đường dẫn lên cây cầu vượt sông đáy thì họ làm khá là nhanh. Trước kia cũng là những cái phần cỏ và chăn thả bò như thế này thôi. Ở đây thậm chí nó còn có một cái đám lau sậy rất là rậm rịt như một cái hồ chỗ này. Và bên kia là một cái khu công nghiệp đây mọi người. Khu công nghiệp thuộc xã Giao Thiện. Tuyệt vời khi mà cây cầu chuẩn bị hợp long và gió biển ngày hôm nay thì cũng đi chia sẻ đến mọi người những cái hình ảnh thông tin cận cảnh về cây cầu vượt sông Hồng ở bên địa bàn xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy. Mọi người nhìn kìa, trên này là vẫn còn những cái phần gió biển nghĩ rằng là cái phần những cái cốt pha để mà đúc những cái phần lan can này nó rất dài và to. Còn một cái nữa gió biển chia sẻ mọi người này, đó là những cái hệ thống dây điện. Gió biển đi thăm một số cây cầu rồi và thấy người ta làm rất là quy mô quy củ. Đó. Đây, mọi người thấy đây. Ở trên này dây điện sẽ được chôn chìm bằng những cái ống cách điện đó. Rồi đây là những cái phần sẽ là thiết kế cột đèn cao áp. Dây điện đã được chờ sẵn rồi, mọi người chỉ luồn những cái dây điện chỗ đấy là cái đường ống dây điện. Rồi đây là cái hệ thống ống thoát nước từ trên cầu xuống thì được trải dài và cứ cách đoạn rất là đồng đều. Bên cạnh này cũng là một cái con đường mọi người có thể ra khu cánh đồng rộng rãi và nếu như mà làm một cái con đường từ đây lại đằng kia đấy mọi người thấy là mọi người ra thăm đồng thì đi bên dưới cái cây cầu này cũng rất là đẹp. Bác đằng kia chăn trâu thì cũng phải mười mấy con mọi người, khá là nhiều. Chăn trâu bây giờ không phải khổ đâu mọi người. Bây giờ thì mỗi con trâu trị giá đồng tiền rất là nhiều. Nếu như anh em là chịu khó thì cũng phát triển được kinh tế từ chính quê hương mình. Rồi ở đây thì cũng là một cái đống đất khá là to. À, đây là cái khu lán trại của công nhân. Đấy, mọi người thấy là cái khu lán trại khá là lớn. Bây giờ thì nó đã phai màu rồi. Cây cầu này được xây dựng đã gần tròn 3 năm rồi. Bây giờ thì chuẩn bị hợp long thì cũng là một cái điểm rất là đáng mừng khi mà cầu sắp hoàn thành. Đó, mọi người thấy này. Khu dãy nhà trọ của công nhân. Trước kia giống biển thấy là rất là nhiều công nhân tại đây nhưng bây giờ thì hiếm chăng thì gió biển thấy được một số bác bảo vệ ở đó thôi, không thấy
công nhân nhiều nữa. Có lẽ là công trình đang chờ chỗ kia nó hoàn thành rồi sẽ tiếp tục thi công những cái phần lan can trên cầu, rồi trải nhựa phan trên mặt cầu. Đây là một cái công có lẽ là của bên chỉ huy công trường đấy mọi người. Giáo viên sẽ đi vòng ra đây xem. Đằng kia thì có một số bác đang ngồi hóng mát và ngắm về cây cầu này. Đấy, mọi người thấy không? Ở chỗ này thì là những cái trụ sát ở lòng sông. Chà, nước sông nó còn xâm lấn vào tận đây tạo nên một cái khu hồ nước mênh mông. Đó, mọi người thấy là trong công trường hiện nay đã có cái sự cũ kỹ hoen gì, rất là nhiều những cái phương tiện kỹ thuật rồi, và có lẽ là phía bên này đã thiết kế xây dựng tương đối đẹp và tương đối xong rồi mọi người. Có lẽ là bên Thái Bình kia giáo viên đã quay flycam thì thấy rằng là một nửa bên lan can chưa được đúc và chưa được làm sắt. Đây là cây cầu phụ thiết kế toàn bộ bằng sắt và là giữa sông kia. Mọi người với cái phương tiện máy móc thiết kế vô cùng chắc chắn thì cây cầu phụ này nếu như mà được làm để mọi người đi bình thường thì cũng rất là ok, nhưng mà nó nguy hiểm. Bây giờ thì công nghệ 4.0 rồi thời điểm 2024, giờ chính con người Việt Nam rồi các kỹ sư công nhân tại Việt Nam đã xây dựng được cây cầu này vượt qua con sông Hồng rất lớn. Và phía ngoài kia cách khoảng độ rất ngắn thôi thì là cửa biển Ba Lạt. Đó, mọi người thấy một số con tàu sắt kìa. Đây, những cái phần cầu tháp là cắm trực tiếp xuống lòng sông để vận chuyển một số cái vật liệu trước kia mà chưa xây dựng được những cái nhịp giữa sông như thế này. Rồi bây giờ thì kết nối rất là tốt rồi. Rồi, và hôm nay thì là ngày 20 tháng 8 năm 2024. Gió biển tới đây và cũng chia sẻ đến mọi người những cái thông tin, hình ảnh về cây cầu vượt sông Hồng kết nối giữa xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy và xã Nam Phú của huyện Tiền Hải vào thời điểm tháng 8 năm 2024. Hiện tại thì rất là đẹp rồi. Ngày hôm nay thì giáo viên cũng sang thăm thú xem là cái phần bê tông đằng kia họ đã đổ tương đối xong chưa. Cơ bản thì giáo viên thấy là gần như liền mạch rồi mọi người ơi. Đấy, thì chỉ chờ một thời gian rất ngắn nữa. Và cũng như mọi người đã nói thì đến tháng 8 sẽ hợp long thì giáo viên cũng mong muốn là thế. Và đây cũng là một cái điều rất là đáng mừng. Giáo viên cũng chung vui với người dân hai tỉnh Thái Bình và Nam Định. Mong rằng cây cầu này sẽ là nhịp kết nối thật sự giúp phát triển kinh tế và sẽ có nhiều khu công nghiệp tại huyện Giao Thủy. Video clip này giáo viên xin dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại mọi người trong các video clip lần sau.